Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cho mình xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui, vạn sự như ý. Chúc cho mọi người có một năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nha. Đặc biệt là ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn một trận đấu vô cùng thú vị. Mình sẽ làm hẳn một clip so sánh giữa hai bộ trang phục, được gọi là trang phục năm cành và bộ trang phục năm củ, để xem bộ trang phục nào vượt hơn, bộ trang phục nào gõ được ra nhiều chí mạng hơn. Và trước mắt các bạn đó chính là bộ trang phục Ngộ Không Đạo Tặc nha. Đây sẽ là bộ trang phục mình sẽ review trước này để cho người xem qua. Thật ra bộ trang phục này ra mắt lâu rồi, nhưng mà mình muốn làm clip để so sánh xem hai bộ trang phục mình đưa đến cho người là trang phục nào vượt hơn nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Ngộ Không Đạo Tặc. Đây là trang phục, thật ra thì nó cũng được gọi là free, bởi vì từ trước giờ Liên Quân cũng đã cho nó mắc rất nhiều những cái sự kiện nhận dương trang phục rồi. Hoặc là các bạn cũng đã phải bỏ tiền ra mua cái bộ trang phục này, nhưng mà giá rất là rẻ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào và trải nghiệm trang phục này để xem rõ có mượt hay không. Sau đó mình sẽ chuyển sang trang phục khác nha. Hey, wanna see my magic staff? How about my pet clown? Welcome to Arena of Valor. Ok, và trước mắt các bạn đó chính là Ngộ Không trong bộ trang phục Đạo Tặc, là một bộ trang phục bậc A. Tiếp tục là ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series thử chơi bộ trang phục 5 cành và bộ trang phục 5 củ để xem nó như thế nào. Đối với Ngộ Không trong bộ trang phục Đạo Tặc, bộ trang phục 5 cành này thì như các bạn quan sát thì hiệu kỹ năng của nó là hiệu kỹ năng mặc định. Đấy, nhìn rất đơn giản, chỉ thay đổi về cái ngoại hình mà thôi. Và đối với cái bộ trang phục này thực ra thì cũng không phải tốn đến 5 cành đâu. Và chắc chắn các bạn cũng đã sở hữu cái bộ trang phục này hoàn toàn miễn phí bởi rất nhiều sự kiện của Liên Quân. Rất nhiều sự kiện của Liên Quân cho ra mắt thì những cái sự kiện đấy chắc chắn là cũng sẽ có những cái dương chọn một trang phục, và trong đó sẽ có Ngộ Không Đạo Tặc, kiểu gì là các bạn cũng đã sở hữu rồi đúng không? Ít hay nhiều thì mình nghĩ là phần lớn các bạn cũng đã sở hữu cái bộ trang phục Ngộ Không Đạo Tặc. Để trong cái bộ trang phục này các bạn đánh giá ra sao? Nói chung là mình đang cố gắng so sánh làm sao bộ trang phục 5 cành với bộ trang phục 5 củ. Bộ trang phục này xịn sò hơn, nhưng mà chắc chắn rồi, bộ trang phục mất tiền thì chắc chắn nó cũng sẽ xịn sò hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đang cho mọi người xem qua cái độ mượt nha. Trước tiên mình thấy gõ thực ra thì nhìn không quen. Thật sự là chơi bộ trang phục này gõ không quen, bởi vì lý do chơi Ngộ Không thường thường mình hay quẩy trang phục có hiệu kỹ năng. Mà bây giờ chơi cái bộ trang phục không thay đổi hiệu kỹ năng thì thật sự là mình nhìn không quen thật đấy. Ok, một bé, trời ơi. Ôi tên kia, tên nó quá trâu các bạn ạ. Không thể tin nổi, mình được một mạng thời điểm đầu trận đấu rồi nha. Mọi thứ nó đều khớp các bạn ạ. Ganh xong, farm xong toàn bộ quái rừng, sau đó mình đi ganh mình lại kiếm được một mạng đầu tiên luôn, quá thơm. Đối với Ngộ Không, Zuka ơi, bình tĩnh anh Zuka ơi. Máu dã man ạ. Bây giờ tiếp địch là có người Zuka đi rừng. Đấy, mình là mình cầm Ngộ Không đi rừng mà Zuka chưa gì quánh mình lên bờ xuống ruộng như thế này rồi. Bây giờ mình lại phải vào rừng mình farm tiếp nha. Tham ngàn, tham ngàn. Đấy, luyện cái câu thần chú tham ngàn, tham ngàn. Ok, trời ơi Natalia, đúng rồi bạn ơi, vào đây phụ mình, cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn tung thêm chiêu nữa đi, mình có chừng trị rồi. Ok, cảm ơn Natalia rất nhiều. Đáng ngại phàm mà tự nhiên giữ meeting địch di chuyển ra hỗ trợ mình như thế này, quá tuyệt vời. 10 điểm không có nhưng hết chứ chẳng. Ok, bây giờ mình sẽ thử lên đường trên để hỗ trợ cho nữ bố. Nữ bố mình tới rồi này. Nào ơi, run vào đây, gõ trong cái thôi. Chạy này, ui dồi, vãi. Chị ơi, chơi chắc ra man đầu tư cả tóc biến để chạy à, mình cũng bó tay luôn. Ôi thôi anh tên ơi, anh bình tĩnh nha. Đồng dã man các bạn ạ. Vừa xong mình có quan sát có cả Zuka đang ăn bùi đỏ luôn. Thên này Zuka, Natalia mà bản thân của mình không còn quá nhiều máu đây. Ui, hên quá đi, may quá còn chút máu thì mình về đây các bạn ơi, về đây. Không ổn một chút nào. Dù sao được một mạng rồi nha. Ôi ôi, ẩu quá biết thế, mình chạy một mạch về cho nó xong. Mình ngay Zuka nó băng trụ double kill thế này, chết rồi, nuôi cho Zuka xanh quá. Chết dở rồi. Hiện tại thì cũng là Tết rồi các bạn ạ. Không biết là thu nhập của các bạn là như thế nào nhỉ? Tết năm nay thu nhập của các bạn có khá hơn không nhỉ? Có nhiều tiền không? Các bạn nhớ để lại comment bên dưới giúp mình nha.
Natalia bốc hơi. Thôi thôi Erin ơi, thôi. Ui giời, đã bảo thôi rồi mà bắn đau thế. Trận này căng thật các bạn ạ. Đấy, không biết là phải do trang phục hay không, chứ còn mình chơi cái trận đấu này nó vất vả quá. Khi mà team địch hiện tại đang hơn rất nhiều. Ui Zuka xanh quá cơ. Zuka làm phát được triple kill này nữa làm sao được. Nó double kill thôi, mình cứ tưởng được triple kill. Đâu triple kill thật đấy chứ. Triple kill. Nó xanh vãi, chịu TK mid. Bây giờ đồng đội của mình đang bắt đầu là bắt lỗi nhau. Đây là mình lựa chọn cái trang bị giày Hermes để giúp cho mình có tốc độ di chuyển nhanh ấy. Mình cũng để ý là rất nhiều bạn chơi ngộ không chả hiểu kiểu gì. Cầm ngộ không đi solo đường lên giày Hermes. Trong khi đó các bạn chỉ có ôm trụ mà thôi. Đã xác định ôm trụ không đi gank thì tốt nhất đừng lên giày Hermes nha mọi người. Lên những cái trang bị giày khác, giày kiên cường hoặc giày hộ vệ cho mình. Còn mình đi rừng, mình đi gank như thế này, mình lên cái giày Hermes. Đặc biệt là team địch cũng không có quá nhiều hiệu khống chế. Đây rồi, Aron đây rồi, Aron đây rồi, hàng đây rồi. Nào, bây giờ bạn đáp đất đi. Một gậy này đỡ làm sao được. Đấy, tích nhiều lại thôi. Bây giờ thi thoảng ăn một vài mạng thì mình cũng sẽ rất xanh. Chơi ngộ không là phải biết nhịn nhục mà. Đặc biệt khi mà mình chơi cái bộ trang phục này thì thật sự nhìn nó rất là sơ sài. Căn bản mình chừng quen chơi những cái bộ trang phục màu mè của ngộ không rồi. Trang phục này có cái gì đâu. Ngộ không thay đổi ở đây là cầm mỗi cái cây gậy này, gậy như kiểu gậy gỗ đấy các bạn ạ. Đấy, ngoài ra thì trên đầu có đeo cái, nhìn rõ là cái đeo cái vòng kim cô. Đúng rồi, lâu lắm rồi không xem phim nhưng mà mình vẫn còn nhớ vòng kim cô. Ngoài ra thì bộ quần áo, như kiểu bộ quần áo này được Đường Tăng may cho đấy các bạn. Trong bộ phim thì Đường Tăng cũng có may cho ngộ không mà. Ấy nhìn nói chung là bộ trang phục năm cành nó chỉ như thế này thôi các bạn. Đây đó, đây đó, đây đó, đây đó. Một gậy nè, đi đâu, úi xối đau chưa. Năm cành nhưng gõ cũng rất đau nha. Bây giờ đứng lại cái. Ôi dồi ôi, mù mắt quá. Ô, mình tưởng Azenka được mạng cơ các bạn ạ. Thế mà kiểu gì Aron nó vẫn sống được. Ảo thật đấy. Không tin nổi luôn. Số team mình là mắc nhọ rồi. Bây giờ là 80 rồi nha. Lại giao tranh, lại đánh nhau. Anh em hết sức bình tĩnh. Không nên gây ra những cái căng thẳng. Không nên căng thẳng nha. Hết sức bình tĩnh cái. Bây giờ mình vẫn phải thăm ngàn. Ấy thôi, Erin này. Mà Erin tầm này không dám lên cao. Lên cao mình gõ ngay. Thăm ngàn tiếp. Chí mạng của mình bây giờ rơi ra khoảng tầm 1400 thôi các bạn ạ. Lát nữa nếu như mà mình quẩy cái bộ trang phục nhóc tì bá đạo mà mình gõ ra tầm 4k 5k chí mạng thì đúng thật là trang phục tăng sức mạnh. Thì mình cũng đã làm cái chuỗi series này đối với các vị tướng rồi nhá. Nakroth mình làm rồi, Rat mình làm rồi. Còn ngày hôm nay là ngộ khỉ này. Các bạn nào muốn mình so sánh các vị tướng nào nữa, các trang phục nào nữa nhớ để lại comment bên dưới. Ok, bây giờ mình tới mình vét để xem. Lưu bố mình tới hỗ trợ bạn đây. Aron một gậy. Hình như là mình hỗ trợ không đúng lúc, không đúng thời điểm thì phải. Lưu bố đừng có ghét mình nha. Sự phát đấy là mình cũng chỉ là do cái, gọi là do cái thói quen thôi. Thói quen là thấy nó còn đúng chút máu là mình lao vào mình bổ thôi. Bây giờ trận đấu ngày hôm nay thì trang bị đầu ấy thì mình lên cái kiếm chi hồn. Nhưng mà các bạn quan sát hiện tại mình chưa nâng cấp lên đâu. Bởi vì cái build đồ lúc đầu mình lên cho mọi người đó chính là cái trang bị đi rừng làm sao giúp cho mình có được cái lượng chí mạng rất là sớm. Đó chính là mình lên cái dựa thợ săn, sau đó mình sẽ lên những cái trang bị găng tay chí mạng, rồi mình lên một trang bị giày. Sau đó mình sẽ nâng cấp giày, rồi lại nâng cấp những cái trang bị găng tay chí mạng thành đồ lớn. Gần cuối thì mình mới lên cái trang bị kiếm chi hồn cho mọi người. Đấy là về cái cách lên đồ làm sao giai đoạn đầu trận đấu mình có thể có được cái lượng chí mạng. Azenka làm gì đây, lộ hết vị trí rồi. Mục tiêu chắc chắn là mình cần phải bắt vào đó chính là Erin các bạn ạ. Erin đi kìa. Nhìn Erin máu rất mỏng nha. Này mà gõ được Erin thì tuyệt vời. Nhưng mỗi tội Erin luôn luôn đi cạnh thêm bảo kê. Trời ơi, đây rồi, hàng đây rồi, hàng đây rồi. Hàng đây rồi, gõ bừa đi. Em gõ bừa như thế thôi. Chưa tóm được vào Erin. Đấy. Hiện tại là mình có chí mạng rất lớn rồi, đặc biệt là có thêm cả tốc đánh rồi nha. Cặp đôi thanh kiếm và Sanbabatap. Đây là bộ trang bị phù hợp dành cho vị tướng ngộ không. Erin đây này, các bạn nhìn nào. Nhìn này, đến một gậy, hai gậy, ba gậy, đánh thường có mạng. Ôi trời ơi, vất vả quá. Chơi ngộ không ba gậy một mạng như thế này vất vả quá các bạn ơi. Mình muốn ngộ không hai gậy một mạng, một gậy một mạng thôi. Chứ còn vừa xong là ba gậy cầm thêm đòn đánh thường mới giết được Erin đấy. Lúc mà xanh thì mình sẽ chơi theo phong cách đó chính là núp lùm thần trưởng nhá. Còn bây giờ thật ra thì cũng chưa xanh lắm đâu. Mới được 5 mạng, cũng chưa dám ho he. Tính ra thì năm nào mình cũng làm xuyên Tết các bạn ạ.
Tết thì mọi người đi chơi, mình ở nhà mình làm clip. Thế nên mọi người thấy là clip vẫn ra đều, vẫn đăng clip đều cho mọi người. Chứ Tết mình cũng không có nghỉ. Kể cả bên shop của mình thì Tết cũng không có nghỉ nha. Nhân viên hỗ trợ 24/24. Các bạn yên tâm, gặp vấn đề gì cứ nhắn tin qua Facebook cá nhân của mình hoặc nhắn tin qua fanpage hỗ trợ, thì các bạn sẽ được hỗ trợ về vấn đề nếu như các bạn gặp lỗi. Xe ra không được mất. Trời ơi, mất xe ra rồi. Cay quá, thôi. Trời ơi, Erin. Thế nó chấm dứt được mình rồi kìa. Erin bắt đầu mình thấy khỏe khỏe rồi nha. Double kill luôn. 13-15 đúng thật là đây là trận đấu đáng xem các bạn ạ. Một trận đấu quá cân bằng. Nếu như là chênh lệch quá thì mình có thể khẳng định là cũng không hấp dẫn lắm. Nhưng mà đối với trận đấu như thế này thì quá hấp dẫn đây này. Đánh không cẩn thận là team mình thua ngay. Thật ra team mình cũng đâu có giành chiến thắng đâu. Team mình hiện tại vẫn chưa thắng được, vẫn chưa kiểm soát được trận đấu nha. Căng quá. Natalia và Erin, mình sẽ cần phải quan tâm đến hai vị tướng đấy nha. Hai vị tướng chủ lực mà. Xạ thủ lẫn pháp sư mình sẽ cần phải quan tâm. Đây, Erin đang đi lẻ đây này. Erin đang đi lẻ. Ôi rồi, có thêm cả Euron này thôi chịu. Ô Natalia, Nata. Một gõ nè. Ok, lưu bố phu phàng thật sự. Lưu bố bộc phá cho một đốt nhạc luôn. 5.000 tiếp. Nhiều bạn không biết là cái định nghĩa 5.000 là cái gì. 5.000 hay là trước đây có một cái chen. Thì lúc đấy mình cũng đã làm rồi. 5.000 ở đây là chúng ta tập trung farm nha. Sau đó chúng ta kiệm ngân, cũng như là tiết kiệm vàng. Sau khi có vàng lên đồ sau đó lật kèo. Đấy, khi mà cuộc đời chúng ta quá bết bát thì chúng ta cần phải tập trung 5.000. Hoặc là giống như kiểu ngoài đời ấy, bết bát quá thì tập trung mà tu trí làm ăn, tiết kiệm tiền, sau đó là xây nhà, cưới vợ, thế thôi. Ôi ôi, Zuka mạnh thế, thôi chịu. Dã man, Zuka bây giờ nó mạnh phết các bạn ạ. Bây giờ mình không ăn nổi Zuka. Cứ từ từ nha, còn nước còn tát, không việc gì phải vội. Vừa xong thì bóng dáng Erin đây này. Ôi đừng có chửi nhau nhé, teo nát đừng có chửi nhau. Bây giờ chúng ta phải có tinh thần đoàn kết chứ, đã thua đâu. Quan điểm của mình, nổ nhà chính thì mới thua. Còn vẫn có cơ hội lật kèo, không được nản. Biết đâu được, các bạn cứ duy trì đi, biết đâu được team địch lại có ngừa, có bố mẹ ganh chẳng hạn. Tức là một người AFK, đấy cũng sẽ là cơ hội để chúng ta có thể giành được chiến thắng. Thế nên đừng có nản sớm nha. 3.000 chí mạng rồi. Ngộ không đạo tặc bây giờ là 3.000 chí mạng rồi, gõ được 3.000 chí mạng rồi. Mang tiếng đạo tặc trong trận đấu ngày hôm nay thì mình ít khi cướp rừng quá. Lý do là mình có sách ở đây. Một gậy, hai gậy. Ôi giời ơi, không chết được kìa. Ôi đây đúng thật là do skin rồi các bạn ạ. Không thể do gì khác. Biết đâu mình chơi bộ trang phục nhắc tì bá đạo, khả năng cao mình ăn mạng phát đấy. Nó đen, nó nhỏ, dã man các bạn ơi. Đạo tặc ơi là đạo tặc. Mình gõ như thế thôi, nó còn một máu nó vẫn ulti nó chạy được. Quá phí. Từ từ nha, bình tĩnh nha, để cho mình farm cái con bồ xanh cái đã, sau đó mình hỗ trợ team. Đây ơi, để mình di chuyển ra, Erin chắc chắn là không sống được rồi. Bây giờ có ra hỗ trợ đồng đội tiêu diệt Thên thì cũng được. Hello Thên, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá ma quàng phải em này thì Thên bốc hơi này cũng chỉ là mạng hỗ trợ mà thôi. Ấy, cố gắng từ đầu trận đấu đến giờ mà team mình chưa san bằng được cái điểm mà gục tên này. Tầm này chỉ có chơi theo phong cách núp lùm chờ đợi thôi các bạn ạ. Chờ người nơi ấy mà sao không thấy. Ôi thôi ôi, không có ai đi qua luôn. Mũi đốt sưng hết cả chân lên rồi. Buồn thật đấy, team mình với team địch giao tranh ở đâu chứ còn không giao tranh chỗ mình. Thế này mình cần phải tham gia giao tranh thôi. Đây rồi, lại quánh nhau rồi. Rồi xong, Natalia tiếp lấy. Nata bốc hơi này. Thế còn Zuka, ôi Zuka chết nhanh quá. Tí nữa thì ghét thành công. Bây giờ ấy, tính ra mình mà xuất hiện một cái thì mình cũng xoắn cả ra quần đấy các bạn ạ. Mình nói thật luôn, cái tầm này chỉ cần AD hoặc pháp sư tìm địch nhìn thấy mình thôi cũng xoắn ra quần rồi. Kể cả bản thân mình chơi các vị tướng chủ lực cũng vậy. Late game rồi mà, tầm này 13 phút đồng hồ mình cũng nhiều đồ lắm rồi. Ngộ không là theo kiểu phong cách là thoát ẩn, thoát hiện. Các bạn đã thấy cân chưa? Bắt đầu mình cảm thấy trận đấu này cân rồi đấy. Cân ở đây là cả hai bên cũng gần như là sắp full đồ đến nơi rồi. Bây giờ để mà thắng được ấy, nó phải có một cái tầm nhìn chiến thuật các bạn ạ. Tầm này phải có tầm nhìn chiến thuật và bắt lẻ thì mới có thể thắng được. Ôi, Erin đây rồi. Bắt lẻ luôn Erin. Mấy khi AD tìm địch đi lẻ. Trời ơi.
Nè, thoát hiện là đây chứ đâu. Theo nát, không cần bạn hỗ trợ đâu. Mình gõ cho một gậy, hai gậy. Úi trời ơi, một gậy nữa. Bốc hơi. Zuka vào đây. Rồi, để gõ tiếp Zuka này. Zuka double kill. Mình né được chiêu cuối Zuka chắc là không cay đâu các bạn ơi. Chắc là Zuka không cay đâu. Đấy, mãi mới bắt lẻ được. Tầm này chỉ cần bắt lẻ được team địch tôi là có thể thắng mà. Chứ còn giao tranh tổng thì hên xui. Giao tranh tổng hên xui nha. Còn bắt lẻ thì bắt được thì tốt. Thêm team địch cũng bốc hơi, team địch mất 3 người rồi. Đây sẽ là cơ hội để team mình có thể lấy trụ được rất nhiều nha mọi người. Còn một con sen là còn lấy được trụ. Euron lẫn cả Natalia không dám thủ trụ luôn. Và đây sẽ là đường lính xuất cấp đầu tiên. Rồi đây là team mình có được một đường lính xuất cấp rồi. Giải tán rồi, một đường là quá đủ nha. Như thế này là thành công. Bởi vì Zuka lẫn cả Erin cũng sắp sửa hồi sinh. Mình sẽ chủ động farm. Sau đó sẽ chủ động núp bụi ở khu vực này. Làm sao phải núp bụi các bạn ạ? Kiểu gì cũng sẽ có người lên đường trên này dọn lính cho mà xem, mình đoán là thế. Và bây giờ chúng ta chờ xem nha. Xem có đúng như mình dự đoán hay không. Ôi trời, đúng như mình đã dự đoán. Zuka, để xem nhá. Đây, một gậy, hai gậy. Ôi, tính ra trang phục 5 cành mà gõ cũng đau phết các bạn ạ. Trang phục 5 cành cận cảnh cho người xem qua là vừa xong là mình gõ được liên tục nha. Zuka vừa mới hồi sinh xong, bây giờ lại lên bảng điểm số để đếm thời gian hồi sinh tiếp. Khổ thân Zuka quá trời, nhưng mình thích cái điều này. Hiện tại là team mình hơn người rồi. Thế này là team mình có thể chủ động ăn cái con Zeta bạo chúa nha. Đấy, Euron thì mình gõ cho không dám di chuyển ra để có thể check map nữa luôn. Zeta này quá dễ dàng. Zeta bạo chúa về thuộc về team mình là quá dễ dàng, không ai dám ra cướp. Có Zeta bạo chúa thành công. Chỉ cần chiếm được lợi thế như thế thôi, team mình là quăng mất cái lợi thế đấy. Từ đầu trận đấu đến giờ mà bây giờ team mình mới hơn được cái điểm bảo cục. Quá chật vật, quá mệt mỏi. Đây, đánh nhau về late game rồi. Choảng nhau về late game rồi. Nhưng mà vấn đề chính là bây giờ team mình ôm trụ. Thế này là mình sẽ cần phải đẩy đường với các bạn ạ. Chứ còn chờ đợi mãi ở đường giữa như thế này là không ăn thua. Khi là team mình không giao tranh, team mình cũng không giao tranh thì thôi, để cho mình lên đường trên mình dọn lính nha. Phải đẩy 3 đường lính thì lúc đấy chúng ta mới ép được hiệu quả. Giờ mà không có lính thì ép mỗi cái đường giữa thì địch nó dồn đam đấy chưa. Nó dồn xong là mất cái con lính ở đường giữa là team mình không ép được tiếp. Các bạn lưu ý giúp mình là ép thì cần phải đẩy cao nha. Như Zuka này, một gậy Zuka mình băng trụ, mình vã là Zuka ấy chứ. Zuka bốc hơi. Được cái con Seja này, cái con đệ Seja vừa xong nó bắn tráng trụ, nên mình tự tin mình băng trụ như thế. Ô, phá thằng nhà chính luôn thôi, phá thằng nhà chính. Nhà chính, phá nhà chính. Úi trời ơi, thắng rồi. Thì mình đi đâu vậy trời? Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người, bye bye. 0 trong bộ trang phục nhóc tì bà đạo. Trước đó thì mình cũng đã review cho tất cả các bạn ngộ không trang phục đạo tặc rồi, thì bộ trang phục đấy mình cũng đã trải nghiệm cho người rồi. Nói chung là nhìn cái hiệu cơ năng mặc định thì nhìn nó cũng hơi bị chán. Bây giờ chuyển sang cái bộ trang phục này thì chắc chắn là nó sẽ có sự khác biệt rồi, bởi vì đây là bộ trang phục năm củ và bộ trang phục mình đã phải bỏ ra rất nhiều quân hy để có thể sở hữu được nha. Hiện tại thì cái này cũng đã tiến hóa bậc 5 rồi mọi người, tiến hóa full bậc 5 rồi. Thế nên là chúng ta sẽ cùng xem là cái bộ trang phục 5 củ này bây giờ vào trải nghiệm xem nó khác biệt gì so với bộ trang phục 5 cành vừa xong. Đấy, chơi cái bộ trang phục mất tiền đáng đồng tiền mất gạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Let's go. Let's go, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngộ không nhóc tì bá đạo. Đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga. Đấy, rin 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 rin. Úi trời ơi,
cute chứ các bạn ơi. Bộ trang phục năm củ nó phải khác chứ. Động đến bộ trang phục năm củ là có rất nhiều thứ muốn trình bày cho tất cả các bạn rồi. Về cái bộ trang phục này là bộ trang phục ngộ không, nhóc thì bá đạo. Hiện tại thì bộ trang phục này thì cũng đã được nâng cấp lên max rồi, có nghĩa là Evo bậc 5 nha. Chúng ta có thêm cả cái khung loát trận nữa. Loát trận thì chúng ta sẽ có là ảnh động nha. Ngoài ra thì bộ trang phục này có một cái điểm nổi bật đấy, nó khác với bộ trang phục đạo tặc, đó chính là nói rất nhiều. Bộ trang phục đạo tặc thì mình review cho người ít nói đúng không, nhưng bộ trang phục này nói đau hết cả đầu luôn. Cái giọng nói rất là nhí nhảnh nhưng mà nói nhiều quá. Bộ trang phục được lồng tiếng và nói quá nhiều khi mà mình sử dụng kỹ năng hoặc mình đánh thôi là cũng đã nói rồi đó. Ngoài ra cái điểm đặc biệt của bộ trang phục này như vừa xong thì các bạn nhìn thấy là có thêm cả cái hiệu ứng, đó chính là lái xe đi shipper. Trong bộ trang phục này là nhóc tì bá đạo ngộ không chúng ta hóa thân thành anh chàng shipper đấy, đi ship đồ, đi ship đi giao đồ ăn đấy các bạn ạ. Công nhận là bộ trang phục năm củ thì sẽ có rất nhiều chi tiết, nó đáng đồng tiền bát gạo cho mọi người. Bây giờ mình đang chờ đợi cho Ryoma lên cao đây, sau đó mình gõ cho Ryoma. Bây giờ còn hai cục máu nha, có ai ra bảo kê cho Ryoma không sợ đâu, không sợ đâu, gõ luôn này thì một gậy hai gậy bốc hơi chiến công đầu đấy, thế là thơm rồi. Ngoài ra bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho Volcat để truy sát luôn ai ra nha. Cố lên Volcat, cố lên bạn ơi, cố lên không mình KS mạng đấy. Rồi tuyệt vời, như thế này là thành công được các bạn ạ. Thời điểm đầu trận đấu ăn được một mạng, hỗ trợ một mạng là quá thành công. Volcat bình tĩnh nha, đánh hổ báo quá trời. Thôi bạn yêu máu bạn về đi. Duê vẫn còn đuổi được mình này, quay lại gõ luôn này thì Duê này, nên thì Duê, úi xồi ôi, lần sau chừa nha. Mình đang chơi bộ trang phục khách nam đấy. Bộ trang phục thì thật ra không tăng sức mạnh nhưng mà gõ trong bộ trang phục này nhìn rất lực và rất mượt nha mọi người. Ok, thế là có bùa xanh thành công. Thôi bây giờ mình chạy đi các bạn ơi, bắt làm sao được mình tu len ơi, thế là mình sống sót nha. Điều nổi bật nữa đến từ bộ trang phục này đó chính là cây gậy như ý. Cây gậy này khác biệt so với cây gậy năm cành của ngộ không đạo tặc. Đó chính là cây gậy này có thể phát sáng được. Đấy, cây gậy phát sáng được nó giống như kiểu cây gậy mà các bạn có đi xem hội chợ bao giờ không? Ở hội chợ thì sẽ bắn cả mặt nạ của ngộ không này, bắn thêm cả cây gậy như ý của ngộ không này, và cây gậy như ý đấy có thể phát sáng được. Và trong game đối với bộ trang phục này thì cây gậy cũng phát sáng nha. Mình cảm giác cái cây gậy trong bộ trang phục này nó dài hơn. Gậy như ý trong bộ trang phục này dài hơn so với bộ trang phục đạo tặc. Đấy, trang phục năm củ nó phải như thế này chứ. Đặc biệt hiệu kỹ năng của bộ trang phục này chúng ta gõ thì gõ nhìn hiệu kỹ năng rất là to. Đấy, và đặc biệt nó có thêm cả những cái hiệu ứng như kiểu những cái dòng chữ bong bong các kiểu đến từ cái bộ trang phục này thể hiện ra là gõ cực kỳ lực. Ngoài ra thì bộ trang phục này lướt rất mượt nha mọi người nha. Gõ rất mượt, ba kỹ năng mình lướt rất, đây này, rất mượt luôn các bạn thấy không? Rất mượt luôn, không có khựng. Không có khựng một chút nào các bạn ạ. Thế nên thường thường mình thấy nhiều bạn có điều kiện các bạn hay quẩy những cái bộ trang phục này trong trận đấu lắm, chứ còn ít khi các bạn quẩy những bộ trang phục khác. Ôi rồi, Ryoma thì địch cũng mạnh nha, phết ấy, không phải dạng vừa đâu. Lát nữa mình quất sau nha. Video trận đấu ngày hôm nay thì vẫn như thế thôi các bạn ạ. Trời ơi, Ryoma làm gì đây? Cho mình ăn cái con bùa đỏ đi bạn ơi, mình quan tâm đến bùa đỏ. Ấy sời, thế là có bùa đỏ thành công, bây giờ mình dí bạn luôn. Sao, cướp này, này thì cướp này, này này thì cướp, cướp này. Úi dồi ôi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu có dâu, đứng lại cho mình ăn mạng cái nào. Tiếp cận, gõ phát nữa thôi, gõ. Ui sự bất tử này, phí đất thật sự ấy. Chả hiểu Ryoma chả biết tính toán gì cả. Xác định phát đấy chết rồi thì thôi đừng có ấn quả cầu bất tử, phí. Mình thấy phí cho bạn ấy luôn. Ấn quả cầu bất tử xong rồi lại cũng lên bàn điểm số thì phí kết quả cầu bất tử không. Thế nên là thà vừa xong để lên bàn điểm số sớm thì còn giữ lại được cái quả cầu bất tử. Đấy, các bạn muốn mình review và so sánh bộ trang phục nào nữa, các bạn nhớ để lại comment bên dưới nha. Còn ngày hôm nay là bộ trang phục 5 cành với bộ trang phục 5 củ thì tất nhiên là bộ trang phục mất tiền thì nó phải khác chứ. Mình tính ra là mình săn cái bộ trang phục này nhiều quân huy ra phết đấy các bạn ạ. Không phải dạng vừa đâu. Mình nhớ không nhầm là clip săn cái bộ trang phục này mình còn được triệu view cơ. Các bạn có thể lục lại trên kênh YouTube của mình nha. Nhóc tì bá đạo gờ cơ thủ săn cái bộ trang phục này. Đấy là kiểu gì cũng ra. Các bạn có từ khóa như vậy là kiểu gì cũng sẽ ra. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Thôi tu len chạy mất rồi. Chỉ ăn được mạng của dê thôi, hơi đáng tiếc các bạn ạ. Ô tu len máu thế. Ôi thôi thôi thôi, vãi trưởng ạ. Úi giời, may mình vẫn sống được nha. Tu len cho mình hẳn một cái lôi điểu luôn. Được rồi, lát nữa mình sẽ cho bạn ăn gậy. Biết như thế nào là lễ hội nha. À, như thế nào là lễ độ. Team
Không biết là đến thời điểm này chắc là các bạn cũng đã kiếm được khá tiền lì xì rồi đấy. Đấy, nói chung là không biết là năm nay các bạn thu nhập ra sao, thu nhập có như thế nào thì nhớ để lại comment để khoe xem ai được nhiều tiền hơn. Đây, gõ này, ui rồi. Lại bảo không mượt đi, Lại bảo cái bộ trang phục này không mượt đi, trời ơi. Gõ 3 phát, các bạn nhìn đi qua mình lướt liên tục luôn, không có một chút khực nào cả. Trang phục này không có tăng sức mạnh nhưng mà đem đến cho chúng ta một cái cảm giác chơi rất phiêu. Thật sự là mình chơi cái bộ trang phục này phiêu quá. 5-0 rồi, mặc dù gõ chí mạng thật ra thì cũng không nổ quá lớn đâu, nhưng mà được cái là mượt nha. Mượt ở đây khi mà chúng ta gõ không bị khựng ấy thì chúng ta gõ được liên tục và khiến cho đối phương không kịp trở tay. Mà được cái trận đấu ngày hôm nay thì team địch toàn máu giấy thôi, cũng chả có cứng cáp gì đâu. Cavani này, Zue này, Aiza, Tulen, Rioma toàn các vị tướng máu giấy. Vậy nên là mình gõ nó cũng sướng hơn rất nhiều. Sẵn sàng chuẩn bị băng trụ nha. Zamba, Rioma thủ trụ làm sao được. Volcat ơi, hỗ trợ mình này. Ấy sở yêu huyền thoại luôn. Rioma thì máu cũng mỏng, làm sao đỡ được những phát gõ của mình đây. Không biết là năm nay các bạn được nghỉ bao nhiêu ngày, các bạn được nghỉ đến mùng mấy nhỉ? Thì các bạn nhớ để lại comment bên dưới nha. Nói chung là cái clip về cái chuỗi series khi mà so sánh trang phục của Liên Quân ấy thì nó cũng hơi bị dài. Đấy, thay vì một clip mình đưa đến cho người 15 phút thì có thể là những clip như thế này nó dài hơn 25 đến 30 phút. Không biết là các bạn có xem đến thời điểm hiện tại hay không. Mình chỉ sợ các bạn chỉ xem được đoạn đầu, sau đó các bạn không xem nữa thì mình buồn lắm. Hello Tulen, một gậy, hai gậy, ui sời ơi. Ăn mạng của Tulen chỉ cần hai gậy và bồi thêm đòn đánh thường thôi là có mạng của Tulen rồi. Đấy, chơi ngộ không là rất thích gặp một cái đội hình toàn máu giấy như thế này mới được thể hiện chứ. Ôi dồi ôi, team mình còn băng trụ kìa, quá mạnh mẽ luôn. Team mình chưa gì mất 4 người rồi thế này. Ôi giời, tôi lấy đường lính sơ cấp thôi chứ còn gì nữa. Team mình mất người nhanh quá. Con Zue làm sao mà thủ được nhà, và đây sẽ là đường lính sơ cấp đầu tiên. Tầm này lấy phát 2 đường lính sơ cấp đi, đường giữa luôn, 2 đường lính sơ cấp nha. Mỗi đường dưới là lính không được đẩy lên cao, chứ không thì mình lấy được 3 đường ngay ấy chứ các bạn ạ. Muốn phá nhà chính quá, nhưng bây giờ là team mình cũng bắt đầu hồi sinh dần ra rồi. Hơi khoai, thôi rút lui team ơi. Thôi, đánh đấm cái gì nữa ông Grack, ôi làm cái gì đấy, trời ơi Grack làm cái gì vậy. Tự nhiên mình thấy Grack tốc biến lên xong đứng im tại chỗ ạ. Có gì đâu, đây này, một gậy đây này, đấy, thêm cái ai ra. Về làm sao được, 8 mạng, 9 mạng ở đây chứ đâu. Ôi dồi ôi, team địch nhìn thấy mình bây giờ chắc là cũng dụng hết cả team rồi. Chỉ cần một mạng nữa thôi là mình sẽ được 10 mạng nha mọi người. Quá đã luôn. Kiểm soát luôn cái con Caesar, sau đó team mình sẽ lên và ép trận đấu là hợp lý. Đấy, ngày hôm nay là mình đưa đến cho mọi người hai trận đấu, hai bộ trang phục của vị tướng ngộ không để các bạn có thể so sánh được bộ trang phục mất tiền và bộ trang phục không mất tiền thì nó sẽ như thế nào. Trang phục 5 cành và bộ trang phục 5 củ. Nói chung là nó cũng có sự khác biệt rất rõ, chứ không phải là không khác biệt đâu. Ok, đi săn nha, mới được 9 mạng thôi, tập này cố gắng làm sao đi kiếm mạng thứ 10. Giờ team địch có dám lên nữa đâu. Giờ team địch đang cố gắng đẩy lính, dọn lính ở 3 đường. Đấy, vừa xong thì bóng dáng Tulen này, Tulen này này. Team địch đang cố gắng thủ nốt tuyến cuối cùng, đó chính là đường dưới, gõ luôn Rioma. Ui dồi ôi, nửa cây, ui dồi ôi, một gõ nửa cây các bạn ơi. Đấy, và bây giờ team địch chỉ còn đúng một cây trụ cuối cùng ở đường dưới nữa thôi. Tuyến phòng thủ cuối cùng, mất nốt cái trụ đường cuối cùng nữa thôi là team địch sẽ mất 3 đường lính siêu cấp. Mong rằng Grack team mình kéo chuẩn, Grack team mình kéo chuẩn được coi như là mở combat luôn đấy. Nhưng mà Grack lại kéo xịt mất rồi, 3 đường lính siêu cấp rồi nha. Vậy là châm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông, mất 3 đường rồi làm sao thủ được nữa à team địch ơi. Nào để mình dình mình gõ phát chiến mạng thứ 10, 10 mạng rồi. Không có được mạng thứ 11 với Tulen, trời ơi. Thế là bị chấm dứt luôn. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình nha. Còn bây giờ bye bye mọi người. Bye bye.